hôm nay Như muốn giới thiệu cho các bạn, đây là một con máy bọ Yuki. Đây là đời đây nó mất hết rồi. Mình cũng không biết đời nó. Đây là cách đánh bọ của bên mình đây. Máy bọ. Máy cũ nhưng mà rất chạy im luôn. Đây, rất là đẹp con bọ. Cứ con bọ rất là đẹp. Con này là giá cả là rất là hấp dẫn luôn. Thì mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại là 0939 843 160 gặp anh Hải nha. Rồi. Máy này là máy cũ mà đã qua sử dụng mà máy rất là chịu ok. Thì các chị em mình muốn sử dụng máy bọ mình cứ liên hệ bên công ty. Máy này rửa vậy là rất là lướt. Rất là đẹp. Một con bọ. Như là một con bọ này. Đường nào ra đường đó luôn, rất là đẹp. Các chị thấy không? Các anh chị thấy không? Rất là đẹp. Đây. Rồi, quá đẹp. Giống con bọ thiệt chứ. Rồi thì clip thì em xin giới thiệu qua sơ thôi. Qua đây em sẽ giới thiệu ít chồng con máy nha. Rồi. Thì tới đây thì bên em mới có trưng bày thêm 3 con máy một kim Yuki cơ, giá rất là cực kỳ là hấp dẫn. Đây. Máy như mới luôn. Máy kiểu như đặc thùng luôn mà. Đây là DD8007. Là ra anh em tại của mình lấy ra chỉ sẵn ok hết rồi. Thì chỉ cần với bà con mình là thích là chọn em nó là chở đi thôi. Đây là máy canh size Sigo 3 DG. Đây là giá là cực kỳ hấp dẫn. Này, trước sơn này là con sơn zin luôn. Chưa sơn tốt luôn. Anh chị coi nè, trước sơn rất là mẫu mã rất là đẹp. Đây. Cái đường đánh canh size đánh bông ở đây. Cực kỳ là đẹp. Đây là giác bảo Hikari đi. Đây, mấy dòng máy bên em đây. Thì mấy hôm nay thì bên công ty em đang có chương trình là xả hàng. Thì giá rất là cực kỳ hấp dẫn khi mà khách hàng đến công với đơn với công ty em. Đây. Máy bọ là chuẩn bị là đi giao cho khách luôn. Thì trên đây bên em có các dòng như trưng bày. Các dòng máy như là hiện tại là máy là Sibatat nè. Giác sổ Sibatat nè. Đây. Giác sổ giác. Và giác sổ sensor. Và giác sổ do ve. Rất là nhiều. Mới bên em mới bán đi một con 900B rồi. Chưa có kịp lấy về trưng bày. Đây máy đang xả hàng nha. Thì các anh chị em mình có nhu cầu muốn sử dụng máy giá rẻ và chất lượng thì xin đến với công ty của chúng tôi. Cửa hàng là 512 Sạc Một Trường Chinh, khu 13 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây là công ty trách nhiệm hữu hạn máy may Chí Hải, là chuyên mua bán sửa chữa cho thuê máy lý tại nhà. Đây, cửa hàng là 512 Sạc Một Trường Chinh. Đây là tổng quan bên ngoài của công ty em ạ. Rồi thì hôm nay em cũng sơ qua thôi. Rồi xin chào các anh chị nha. Nếu mà anh chị thích cái video của em thì cho em xin một cái dấu đăng ký và một lượt like nha. Vậy rồi, cảm ơn các anh chị.